Nếu như bạn thuộc tiếp cơ địa, đổ mồ hôi nách nhiều, còn bị nặng mùi, bạn đã thử trải nghiệm qua rất là nhiều cái dòng lăn khử mùi khác nhau ở trên thị trường, nhưng không cải thiện, thậm chí càng lăn nó càng tạo lên một cái mùi không thể nào chịu nổi. Tại vì các bạn chưa biết đến cái dòng lăn khử mùi Ethier Seal này rồi. Mình đánh giá rất là cao vì cái khả năng mà giảm mùi hôi cũng như là hỗ trợ giảm tiết mồ hôi của sản phẩm này. Các bạn chỉ cần lăn một lần có thể hỗ trợ là giảm mùi hôi từ 3 đến tận 5 ngày. Có đến tận 3 màu sẽ phù hợp cho những đối tượng khác nhau. Màu đỏ sẽ phù hợp cho những bạn lá, làn da khỏe, ít kích ứng nhạy cảm. Thứ hai là bị nặng mùi và đổ mồ hôi nhiều, đặc biệt là những bạn mà chơi thể dục thể thao nhiều. Và mấy ông con trai thì rất chi là thích sử dụng cái màu đỏ luôn. Màu nâu lại phù hợp cho những bạn có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng và bị nhẹ mùi thôi, và đổ mồ hôi ít. Màu xanh, dòng này nó sẽ phù hợp cho những bạn lá có làn da nhạy cảm nhưng bị nặng mùi và đổ mồ hôi nhiều, phù hợp cho cả nam và nữ luôn. Cách sử dụng cực kỳ đơn giản, sử dụng vào buổi tối và chúng ta sẽ sử dụng sau bước làm sạch. Có nghĩa là chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ cái khu vực da nách, sau đó mới lăn một cái bước mỏng nhẹ như vậy trên da thôi. Và đi ngủ thôi ha. Một tuần chúng ta chỉ cần sử dụng tầm 2 đến 3 lần cho tuần đầu tiên. Tuần tiếp theo thì các bạn có thể giảm xuống còn 1 đến 2 lần.